Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của rìa Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến là chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, nên nhiệt độ các nơi giảm và độ ẩm thì tăng nhẹ. Lúc 13 giờ trưa nay, nhiệt độ tại các nơi trong tỉnh đo được phổ biến từ 29 đến 30 độ, còn độ ẩm thì duy trì quanh ngưỡng 75 đến 96%. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa Bắc giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nên thời tiết các nơi phổ biến là có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Thưa quý vị, hiện nay thì mưa nắng đan xen trong ngày là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh có thể lây lan. Đặc biệt hiện nay, trên địa bàn một số tỉnh tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ của chúng ta vẫn tiếp tục có ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày. Nguy cơ lây nhiễm bệnh vào địa bàn tỉnh là rất cao. Chính vì thế mà để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thì cần tăng cường công tác tiêm phòng vaccine phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tăng cường quản lý hoạt động chăn nuôi, kiểm soát giết mổ, vận chuyển để đảm bảo an toàn sản xuất và nguồn cung thịt lợn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Và bản tin sẽ được tiếp tục với thông tin thời tiết ba vùng trong tỉnh. Vùng núi phía Tây, trời ít mây, đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Vùng đồi Trung Du, trời ít mây, đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Còn vùng đồng bằng, trời ít mây, đêm nay và chiều tối mai thì có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết trong ngày và dự báo cho ngày mai. Cuối bản tin như thường lệ là thông tin thời tiết 3 ngày tới.